Hello, chào cả các bạn nha. Thì hôm nay mình chia sẻ các bạn về vấn đề là cắt nhà là dạng mắc hay ghẻ. Vấn đề mắc hay ghẻ là tùy vào cái giá vật tư các bạn, giá vật tư lên xuống ha. Còn khi mà mình hoàn thiện căn nhà là mình sẽ biết được là bao nhiêu tiền. Vấn đề là bao nhiêu tiền đó là chủ nhà thì người ta sẽ là hoàn thiện là chủ nhà người ta cộng lại không như thợ người ta cộng lại là sẽ hoàn thiện cái đó là bao nhiêu tiền. Nhiều khi mình làm nhà xong á thì mình báo lên là căn nhà đó hoàn thiện bao nhiêu tiền đó, có nhà 270, 28, 300 triệu, 320 cũng chừng tùy theo giá vật tư. Cái dưới vấn đề là nền nữa, cái nền móng mình nữa không cứng hay là không cứng. Nếu không cứng thì giá tiền nó là sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Là cái phần phần mất tiền là phần nào, là cái phần á, là cái nền á, cái nền đó các bạn. Thì bạn hỏi sao cái giá cái nhà đó lại mất tiền cái gì? Thay 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 vào đó tôi lên tường xuống hơn thì đúng. Tại giờ là mình lên tường á, vấn đề bây giờ là vật tư quá sắt nó lên gấp đôi gấp ba bạn. Thay vào đó thì giờ gạch với xi măng nó cũng lên, mình lên ít. Thay vào đó thì mình lên tường luôn thì sướng hơn, phải không? Nó thì bây giờ mình làm nhà là mình không có cần là đừng có so bì với hồi đó với bây giờ, so là đầu năm nè, đầu năm Tết giờ nè, là giá vật tư nó lên gấp đôi gấp ba. Mà có các bạn á, thì so sánh với cái năm trước, cái giá vật tư á, năm trước hoặc là già mấy năm gì trước á, đâu có được. Tại vì vật tư ngày càng lên mà các bạn cứ đè phong bì là không có được. Các bạn nào á là làm nhà rồi á, về mấy năm trước á, không thì các bạn đừng phân bì. Bây giờ thì giờ á, sắt vật tư lụng dụng dụng chút chút thấy gì nó lên nhiều dữ lắm bạn. Làm á, làm căn nhà á, là nó sẽ phát sinh là vấn đề gì, là cứ mình mua đồ á lúc chút chút kêu biểu nhà chạy đi, ví dụ như ốc đi, thiếu con ốc đi, thiếu ví dụ như nửa 500 gram ốc hay gì đó, hay nửa cái ốc, một ốc lên bắn bắn thiết bắn dích không đó, qua hàng này kia đó, thiếu lặt vặt đi mua, bắt cửa lặt vặt tùm lum hết trơn rồi đi mua mua cái đó. Chủ nhà lặt chặt vặt người ta đâu có ghi, thường thường ít khi nào mà chủ nhà người ta ghi mấy lặt chặt lắm đó, cho nên nó đẻ phát sinh. Nhưng mà tại sao cái phát sinh đó là ở trong túi tiền ta, lại ở trong cái túi tiền của chủ nhà lại giảm đi, là tiền chi phí ba cái vật tư nhỏ nhỏ chút đó bạn đó. Đến khi mà cộng lại á, thì số tiền đó đó, đó hồi lúc mà kêu giá thợ á, ta kêu giá rồi á, giá ví dụ như là lúc mà hợp đồng á, hai ba hợp đồng á, là chủ nhà người ta có nói hỏi 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 bên thợ á, là bao nhiêu, thì cái nhà ví dụ như giờ bề ngang là 4,5 m, bề dài á, là 17,5 m ha đó, thì cái nền á, thì cao là 1 m, bình quân mình tính gì ha cho bạn dễ hiểu đó. Thì đến lúc mà thợ người ta kêu á, là cái giá thì giá công thợ á, thì người ta đã kêu với nhà rồi. Còn á, là giá tổng của cái nhà thì chủ nhà nhà cũng phải hỏi đặng người ta biết là thủ, đúng không? Thủ, nhưng mà người ta thủ á, là với cái nhà đó thì kêu tầm 200 triệu. 200 triệu là hoàn thiện nha, nhà 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 tiền chế nha. À, phòng thì xây nha, xây phòng nha đó. Đến khi làm gần hoàn thiện rồi, là gần tới đâu là mình hỏi tới đó, hỏi với nhà nhiêu cổng là nhiêu rồi, là hơn gần 200 mấy rồi. Đến khi hoàn thiện luôn á là 270 đó.
Các bạn thấy không, phát sinh đó đó, cái phát sinh là phát sinh sao, ví dụ như làm cái độ ly nè, cái độ ly dày mỏng nè, chủ nhà người ta tự đi mua hết nha, vật tư là chủ chủ nhà tự đi mua hết, người ta đi mua 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 hết mà mua mà chủ nhà nó mua độ dày á, là dày tới ly 8 rồi. Không là nhà người ta biết chắc cái nào rồi đó, thì cũng tùy theo túi tiền của chủ nhà. Chủ nhà người ta túi tiền ít thì người ta xài ly mỏng, chủ tiền vừa vừa thì người ta xài cái ly trung bình đó. Còn mà ta có điều kiện á, người ta xài cái ly dày hơn các bạn. Rồi á, vẫn còn những vấn đề gì nè, ví dụ như chủ nhà người ta muốn làm, đang làm cái nhà nhà đó, khi mà người ta thích cái này nè, đẹp nè, hay là cửa đẹp gì đó, ta có ý kiến là làm thêm thêm cửa đó gì gì vậy đó, không thêm rồi cái tiền mua cửa mua này kia phát sinh thêm, không mua lặt vặt vặt phát sinh thêm thì nó phải đẻ ra tiền rồi các bạn. Nhiều bạn hỏi sao mà giá cao dữ vậy, hỏi sao cái nhà nó mà giá cao dữ vậy, đó không phải là cái giá cao à. Các bạn lãnh, các bạn á, người ta kêu là người người làm công công ta lãnh công, lãnh tiền công của cái nhà đó bao nhiêu, là ví dụ như là công nhiêu thì hoàn thiện bao nhiêu, người ta sẽ lấy cái tiền công đó thôi. Còn cái vấn đề mà dư á, dư trong túi tiền của các bạn á, tụi tôi đâu có lấy đâu, còn ở trong túi các bạn mà hoàn thiện thiếu thì các bạn đắp vô cái tiền mà mua vật tư đó, không cho cái căn nhà mình hoàn thiện nó đẹp đi đó. Còn á, ví dụ như các bạn mà dư thì bạn bỏ trong túi các bạn, chứ đâu có mắc mắc vậy các bạn đâu, cũng là của bạn thôi, đúng không? Nhiều khi hỏi sao mà thủ dữ vậy, làm nhà thì vậy đó bạn ơi. Mình thủ tôi thì bên tôi bên mình á, thì nói á, là giá lại giá cao là trừ hao cho các bạn luôn giá cái của căn nhà đó. Nhưng mình cần có thấy gì còn cần thiếu nữa. Còn nhầm nhầm chủ nhà ta nói ủa cái người khác á, anh người khác á, ta kêu rẻ gì á, thì đó rẻ, nhưng mà bạn vô làm rồi đi, không làm giữa chừng đi, các bạn tiền đâu bạn đắp hả, bạn đi hỏi vay mượn hả, đắp hả, ngay khi bạn không có tiền trong người á, thiếu bạn hỏi mượn người ta không, vay người ta, bạn làm nhà không đủ rồi bạn làm gì, có phải là công trình nó ngưng không? Ngưng thì đương nhiên cái nhà của bạn có hoàn thiện không? Không hoàn thiện bạn ở đỡ, là dòm cái nhà này nó phải xấu rồi đó, vậy đó. Mình phải dòm hai mấy cạnh nha bạn, đừng có mà thấy vậy mà mình nói ha bạn. Vật tư thì bây giờ thì lên quá trời lên rồi, nó làm nhà thì mình cũng sẽ suy nghĩ giờ làm vấn đề đó đủ tiền không, giờ mình thủ 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 ví dụ mình thủ dư thì trong nhà mình sau này mình làm cùng, mình làm xong nhà mình còn có dư trong nhà này kia, mình mua thêm vật nội thất nữa, không nhà làm nhà thì phải còn nội thất nữa rồi chứ đâu phải là làm nhà không đâu đó. Vậy đó, nội thất thì vấn đề đó là mình bù, mình có tài có điều kiện thì mình làm, không còn không có điều kiện thì có thể là mình đắp sao cũng được. Thì làm nhà đông vậy thôi bạn ơi đó. Thì các bạn muốn muốn chắc nhà chắc chắn thì các bạn tự đi mua, không để đi mua vật tư này kia thì bên mình sẽ làm vậy thôi. Còn mà các bạn mà ví dụ như nhiều khi á, làm các bạn hỏi làm sao, tại sao mà cái nhà đó mà nhiều tiền dữ trời vậy, nhiều tiền không á, là lúc mà hoàn thiện á, là chính chủ nhà người ta cộng tiền lại là bao nhiêu tiền người ta mua hết rồi nha bạn, người ta mua hết rồi, người ta mua hết, người ta cộng cộng lại hoàn thiện bao nhiêu thì đó mình báo giá đó bao nhiêu hoàn thiện các bạn đó.
Thì các bạn thì đừng có hỏi nhiều nhiều bạn hỏi giá thật cao nha chị nha, đừng ấy nha, mình giải thích cho bạn vậy nha. Đó. Còn các bạn nào muốn hỏi nhà giá bao nhiêu vậy đó, thì bạn lên hỏi, bạn ghi rõ ra là các bạn hỏi là ví dụ như diện tích mình ngang ngang 5 dài 15 ví dụ nha. Đó, các bạn ngang 5 dài 15 rồi có cuốn nền hay không, có cuốn nền lên 1 mét hay là 2 mét ví dụ như vậy đó, hay rồi hay là không có cuốn nền làm phần trên thôi đó, vì mình sẽ hỏi người ta sẽ biết mà trả lời bạn nha. Nhà bạn lên hỏi thì cái diện tích nó không thì cũng không có biết mà làm cái diện tích rồi đó, nhưng mà không biết bạn làm nhà hay là cuốn nền hay không đó. Đó, thì hôm nay thì mình nói về vấn đề là nhà giá cao giá thấp nha các bạn đó, thì giá vật tư này kia nha. Rồi bạn giờ mình tạm ngưng video đây nha mọi người, thấy hay nhớ like và subscribe cho mình nha để có thêm những video tiếp theo. Chào mọi người.